너울 같은 너의 그 입술이 바다 같은 너의 그 입술이 내겐 어떤 별보다 이쁘지 너에게. Hello, xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về makeup mùa xuân. Và makeup này mình nghĩ rất là đơn giản, và các bạn nào mà chỉ mới tập makeup thôi thì cũng sẽ làm được makeup này. Hy vọng các bạn sẽ thích video kỳ này của Mi. Và nếu các bạn thích thì hãy cho Mi like và subscribe channel của Mi ở bên dưới nha. Và chúng ta hãy bắt đầu với video thôi nha. Vì lý do mất file video trong phần đánh nền nên Mi sẽ explain lại cho phần đánh nền của Mi nha. Trong phần đánh nền thì Mi sử dụng kem Tone Up Cream bên tay trái và Clinic Foundation bên tay phải trộn với nhau theo tỷ lệ 3:1 và đánh lên toàn bộ mặt. Thì video này dành cho những bạn mới tập makeup thôi, nên Mi sử dụng son màu cam lì có độ dưỡng nhẹ đánh lên 2/3 bầu mắt. Nếu các bạn nào có phấn mắt màu cam thì có thể sử dụng và đánh lên 2/3 bầu mắt nhé. Tiếp theo đó, Mi đánh màu hồng đất của bảng Naked 3 lên vùng mí mắt như vừa chỉ. Sau đó mình sử dụng một xíu màu cam này trong bảng của Curly Bible 2 và đánh ở bên dưới mi mắt, mi đánh 2/3 khóe ngoài. Và tiếp theo mình sử dụng phấn mắt màu nâu để làm lớp eyeliner đầu tiên. Tiếp theo mình sử dụng màu hồng nhũ của Innisfree đánh toàn bộ bầu mắt. Sau đó mình trộn hai màu highlight đầu tiên trong bảng Kylie và đánh vào khóe mắt. Sau đó mình sẽ cả eyeliner bên trong mí mắt và vẽ đuôi mắt ngang. Mình sử dụng màu đỏ hồng trong bảng Modern Renaissance để đánh phần đuôi mắt. Sau đó sử dụng màu nâu đỏ để ấn cho đôi mắt thêm đậm và nhìn nó smoky hơn một xíu. Sau đó mình sử dụng một cái cọ tán để tán đều màu mắt. Tiếp theo mình bấm mi và sử dụng Lash Paradise của L'Oreal để làm mascara. Kẻ chân mày thì mình sử dụng kẻ chân mày của Benefit. Tiếp đó mình sử dụng hai màu hồng ở phía trên để đánh phần má hồng. Thì có nhiều bạn hỏi mình là dạo này khi đánh son làm sao, thì mình chỉ sử dụng cái bảng màu son này của Anastasia thôi. Cái màu son đầu tiên mình thường đánh là màu da người, cái màu đầu tiên của trên đây. Sau đó mình chỉ sử dụng màu hồng này, mình trộn màu hồng này và một xíu màu hồng này với nhau. Mình đánh lòng môi trước, sau đó tán ra toàn bộ môi. Và như thế mình đã hoàn thành xong makeup mùa xuân rồi. Nếu các bạn có recreate lại cái look này thì hãy gửi DM cho mình xem nha. Và hy vọng các bạn sẽ thích video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.